Xin chào các bác nha, em tiếp tục lên sóng phục vụ các bác cái chiếc máy hút ẩm. Trong cái giai đoạn cao điểm mà ngày hôm nay em đăng này mà vẫn có máy hút ẩm để bán, thật sự là cũng là rất cố gắng các bác. Rất là nhiều các bác alo cho em ngắt quãng từ trước Tết đến bây giờ luôn, không nhập nổi, giá nó cao, quá là cao. Bây giờ bắt đầu thì mới nhập được mấy con để bán phục vụ các bác này. Ở đây là một cái con mít mỏng các bác nhé, gọi là mít su mỏng. Dòng này thì chạy cực êm rồi, các bác để phòng ngủ không mau phải nghĩ về cái tiếng ồn của nó. Siêu lành bền, chạy êm. Con này là full tính năng luôn đấy ạ. Nhìn bên này thì các bác nhìn thấy nút tắt bật nguồn này. Đảo cánh gió này. Đảo cánh gió các bác nhé. Hẹn giờ tắt này. Báo phần trăm độ ẩm này. Đây. Đặc biệt là con này các bác có thể cài được độ ẩm theo ý nhé. Đấy, mình có thể cài cho phòng mình hút xuống bao nhiêu phần trăm đều ok hết. Đấy. Đấy, hút xuống bao nhiêu phần trăm thì là mình cài. Đấy. Đấy chưa? 60, 55 các kiểu. Chế độ chạy hút ẩm này, chế độ sấy quần áo. Thực ra cái chế độ mà sấy quần áo thì nó cũng là hình thức hút ẩm thôi ạ. Và nó làm nó tăng tốc cái gió lên. Chứ còn không khác biệt gì chế độ lọc khí quá nhé. Hút ẩm. Chờ chút. Con này thì là 16 lít. 16 lít một ngày. Điện 220V luôn, sản xuất tại Nhật này con này. Đấy, móc test chạy ok ngon lành. Trước này em bán là 4.3 các bạn nhé. 4.3 bảo hành 1 năm. Sản xuất tại Nhật luôn. Nguyên zin tuyệt đối, bình nước hút test ok ngon lành. Các bạn có nhu cầu alo nhé. Chào các bạn.